Sáng ngày 4 tháng 6, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Con tum do Phó Bí thư Tịch ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri tại phường Ngô Mai. Cử tri phường Ngô Mai kiến nghị Hội đồng Nhân dân hai cấp một số vấn đề như quan tâm sớm triển khai đầu tư trường mầm non hoa sữa nhằm đảm bảo cơ sở vật chất thuận lợi cho con em trên địa bàn học tập, kiến nghị các cấp ngành ra soát xem xét xóa vị trí quy hoạch nhỏ lẻ, quy hoạch đã lâu năm mà chưa triển khai để người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Quy hoạch bãi rác phù hợp với tình hình thực tế, quan tâm và quyết đơn đề nghị giảm thuế kinh doanh. Ngoài ra, một số hộ dân ở tổ dân phố 3, phường Ngô Mai sinh sống ở vị trí đường trụng thấp, thường xuyên bị ngập trong mùa mưa bão, đã đề nghị các cấp đầu tư mương thoát nước lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Ngô Mai và các phòng ban liên quan trả lời, giải đáp những kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.